Bốn máy kinh môn xin chào mọi người. Và tiếp tục ngày hôm nay thì bên em lại về thêm mẫu xe Toyota Innova sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn. Tổng thành sơn xi thân vỏ màu bạc quý vị nhé. Sơn xi thân vỏ thì rất là đồng đều, rất là đẹp luôn mọi người này. Mang tên tư nhân biển Sơn Na. Thiết kế đầu xe đây. Đèn pha còn rất là sáng và đẹp luôn nhé. Mặt ca lăng này. Với giá thành bên em đang chào bán chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Rất là giá thành rất là hợp lý, rất là rẻ cho quý vị nhé. Sản xuất năm 2008, một mẫu SUV 8 chỗ gầm cao rộng rãi, đi được trên mọi địa hình. Và để nói về chất lượng của những mẫu xe Toyota Innova này thì mọi người hoàn toàn yên tâm khi sở hữu xe nhé. Xe sở hữu chất lượng khá là tốt luôn. Chi phí bảo dưỡng rồi là thay thế phụ tùng thì rất là rẻ quý vị nhé. Cực kỳ là rẻ, một trong những mẫu xe rất là lành xe. Hệ thống khung gầm không mục ngoặt một chút nào nhé. Tay nắm này, ốp gương chân viền kính được mạ chrome. Nội thất của em nó đây, rất là đẹp luôn mọi người nhé. Khá là sạch sẽ. Keo chỉ của chiếc xe thì còn không còn zin quý vị nhé. Đã lôm nhôm một chút rồi, không còn zin nữa. Và quẹt nhẹ thì đã có rồi. Nhưng mà tai nạn nặng thì bên em cam kết cho quý vị là không có nhé. Tai nạn nặng ngập nước thì bên em cam kết cho quý vị là sẽ không có. Màn hình cam lùi này, khóa khiển này, trần 3D, 3 dàn điều hòa. Và xe này là phiên bản di nâng gần full kịch G rồi quý vị nhé. Và duy nhất là còn vô lăng thôi, vô lăng là chưa lên thôi. Đây hàng ghế thứ hai đây mọi người nhé. Tắp lô tắp ly này. Ghế bọc da màu kem. Nội thất thì ngồi khá là thoáng, khá là rộng rãi này. Phần trần xe đây quý vị nhé. Mọi người mà quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0354 152 888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nhé. Đấy, mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì cứ liên hệ cho em. Phần khoang để đồ đây mọi người không đi đến hàng ghế thứ ba này, mọi người lật nằm cốp thì để đồ đạc rất là rộng rãi quý vị nhé. Các chi tiết nội thất đây rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Một chiếc xe cam kết cho quý vị là không có tai nạn, không ngập nước. Đuôi gió này, đấy, tổng thành sơn xi thân vỏ đây. Dàn nốp thì 4 quả lanh quanh tầm 70% quý vị nhé. Bộ mâm đa chấu kép này 178 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu nó rồi. Đấy, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0354 152 888 nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mà nếu như mọi người vừa mới xem được video lần đầu tiên của em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới về bên cửa hàng nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây vô lăng này, thứ nhất là vô lăng là chưa lên quý vị nhé. Còn về khoang máy đây, em sẽ cho quý vị cùng tham khảo này. Ô đồ của em nó đây 24 vạn này. $178 thôi. Bên em thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Nếu mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì cứ liên hệ cho em nhé. Van động cơ thì rất là khô ráo này, khá là khô ráo nhé, rất là sạch sẽ. Máy nổ êm, không rung lật, không chảy dầu mỡ, không hơi thừa. Máy rất là chất quý vị nhá. Máy số của chiếc xe này thì không phải bàn nữa, rất là chất, nổ cực kỳ là êm này, rất là giòn và tròn tiếng nhá. 178 triệu đồng. Đấy, chúng ta quan tâm xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi đến kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.